Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trên cả nước về việc tiếp nhận người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Theo Bộ Y tế, hiện nay diễn biến COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường, tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận. Cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tình hình. Trước thực tế trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung trong đó có việc tiếp nhận người về từ thành phố Hồ Chí Minh để phòng dịch COVID-19. Theo đó tại công văn này, Bộ Y tế yêu cầu tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh về được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Với trường hợp bệnh thì phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, trừ người đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng đổ. Đồng thời, những người này phải thực hiện xét nghiệm 3 lần trong ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không tham gia tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trước khi đưa những người từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành phố khác, đồng thời thống nhất bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định Bộ Y tế yêu cầu. Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. Trước đó tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết theo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, các trường hợp ra vào thành phố Hồ Chí Minh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, không phân biệt xét nghiệm khẳng định hay test nhanh được thực hiện trước khi đi hoặc đến thành phố trong 3 ngày. Những nơi có điều kiện thì có thể áp dụng ngay QR code. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để những người đã được xét nghiệm sẽ được cấp chứng nhận dưới dạng mã QR code để ra vào những nơi địa điểm yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính.